Quý vị thân mến, hiện tại Thùy Lâm đang có mặt tại công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại Minh Toàn Phát tại Bà Rịa, Vũng Tàu. Nơi đây sẽ có một nhà máy sản xuất nước uống đóng chai, đóng bình hiện đại, sở hữu những thiết bị máy móc công nghệ cao, tạo nên quy trình sản xuất tự động khép kín, tạo ra những chai nước, bình nước mang thương hiệu An An, mang đến sự an tâm, an toàn cho người sử dụng. Và ngay bây giờ, xin mời tất cả quý vị hãy cùng theo chân của Thùy Lâm, chúng ta sẽ cùng trải nghiệm về quy trình sản xuất nước uống đóng chai, đóng bình tại nhà máy này nhé. Tại nhà máy, sản xuất nước uống tinh khiết đóng bình, đóng chai An An, trang bị hệ thống thiết bị máy móc công nghệ cao như dây chuyền lọc nước công nghệ Hoa Kỳ VAC3000, hệ thống máy chiết xuất chai VACGF3000, hệ thống máy chiết xuất đóng bình VAQ150, tạo nên quy trình sản xuất tự động, khép kín, công suất cao, được triển khai từ công ty cổ phần thương mại tổng hợp Việt An. Giải pháp tự động hóa cho phép kết nối tự động toàn bộ quy trình sản xuất từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm. Mỗi khâu trong quá trình sản xuất đều được giám sát chặt chẽ, mọi thông số đều được theo dõi, đảm bảo khả năng truy xuất tức thì với bất kỳ sản phẩm nào. Xin giới thiệu với quý vị, bên cạnh tôi là chị Phương, là giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại Minh Toàn Phát và là nhà máy sản xuất nước An An. Xin chị Phương có thể chia sẻ cho mọi người về quy trình sản xuất nước uống đóng chai đóng bình của cơ sở mình đúng không ạ? Quy trình sản xuất nước uống đóng bình đóng chai của hiệu An An được kiểm soát rất nghiêm ngặt, từ việc kiểm tra chất lượng nguồn nước, sau đó lọc và xử lý nước bằng dây chuyền lọc RO hiện đại. Nước thành phẩm phần sau lọc sẽ được diệt khuẩn lần hai bằng máy ozone, có thể bảo quản trong thời gian dài và không bị rêu mốc. Nước sau khi mà được diệt khuẩn lần hai sẽ được kết nối với hệ thống máy chiết rót chai, chiết rót bình tự động được co màng. Dây chuyển lọc nước RO VAC3000 sẽ tự động lọc, xử lý nước, loại bỏ các tạp chất, cặn bẩn, chất độc hại ra khỏi nước, tạo ra nguồn nước sạch, tinh khiết, đạt tiêu chuẩn 61-2010BIT của Bộ Y tế, có thể uống trực tiếp tại vòi mà không cần đun sôi. Kết hợp với hệ thống tiệt khuẩn ozone giúp bảo quản nước được lâu hơn mà không sợ bị chảy mốc. Nguồn nước sau khi được tiệt khuẩn sẽ được kết nối với hệ thống máy chiết xuất chai, máy chiết xuất bình tự động công nghệ Italy, công suất lên tới 3.000 chai 500ml mỗi giờ và 100-150 bình 20ml mỗi giờ. Sau khi tham quan nhà máy, Tư Minh trải nghiệm quy trình sản xuất nước uống đóng chai, đóng bình thương hiệu An An. Chắc hẳn quý vị cũng sẽ như Thùy Lâm, tin rằng đây là loại nước uống mà chúng ta nên dùng. Chúc cho công ty nhà máy ngày càng phát triển, để đông đảo người dân tại Bà Rịa, Vũng Tàu cũng như người dân trên khắp các tỉnh thành khác của cả nước được tiếp cận với loại nước uống an toàn này. Thông tin của công ty cổ phần thương mại tổng hợp Việt An, đơn vị cung cấp hệ thống máy chiết rót chai, máy chiết rót bình cho nhà máy sản xuất nước An An được chúng tôi hiển thị trên màn hình, quý vị có thể theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!